sau khi mình 3 tiếng ngồi đi tàu thì bây giờ mình cũng đã đến được nơi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn tham quan xem một vòng. Mình vừa đến nơi đây này, cảm giác rất là sảng khoái, thời tiết rất là mát mẻ và có nắng nữa. Hôm nay thời tiết đúng là đẹp mà. Đó, cho các bạn tham quan một vòng nữa. Sau đây mình sẽ đi đến tham quan.